Rồi, chào tất cả các anh em. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh em là cái cách nhận biết cây mai nó bị nhện đỏ. Để chúng ta xử lý nó liền. Trước hết là tôi sẽ mô tả sơ về cái nhện đỏ ha. Và cái tác hại của nhện đỏ trong cái giai đoạn cuối năm này nó rất là nguy hiểm anh em. Cái nhện đỏ là cái chúng ta không có phải hiểu là cái con nhện mà chúng ta thấy bình thường đâu ha. Cái con nhện đỏ là nó rất nhỏ anh em. Chúng ta dùng mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được cái con nhện đỏ. Cái nhà người ta sử dụng các cái loại kính lúp thì chúng ta mới có thể nhận biết được cái con nhện đỏ. Bằng mắt thường sao mà chúng ta biết cây mai nó bị nhện đỏ anh em? Khi mà quen rồi á thì chỉ cần nhìn sơ qua thôi là đã biết được cái cây đó nhìn đỏ hay không. Còn đối với những người không quen á, anh em mà không quen ha, tôi sẽ chia sẻ anh em là cái cách để chúng ta nhận biết ha, rồi cho cách chúng ta kiểm tra nó có chính xác là nhìn đỏ hay không. Đó. Là trước hết là các anh em cứ để ý một cái cây mai, một cái lá mai nó khỏe đây nha. Một cái lá mai khỏe thì chúng ta phải nhận biết trước là cái lá mai nó khỏe đã, rồi chúng ta mới biết được cái lá mai nó bị nhện đỏ ha. Cái lá mai nó khỏe là nó có độ bóng anh em nè, chúng ta rờ vô nè nó láng, nó có độ bóng ha, nè nó láng mà nó có độ bóng nè, và chúng ta nhìn vô cái lá là nhìn thấy cái màu xanh của cái lá luôn. Còn riêng bị nhện đỏ là chúng ta nhìn qua cái mặt lá của nó, nhất là cái mặt lá như vậy, nhất là những cái lá già ha, nhất là những cái lá già chúng ta nhìn nó sắp sắp như kiểu là bụi dính ở trên anh em, nhìn sơ qua như là bụi dính ở trên ha, mà nó bị đều đồng loạt luôn, nó không có thể nào nó bị là bị một một lõm luôn, hoặc là bị một cành luôn, có nó bị nặng, nó bị một cây luôn đó. Là nhìn tổng thể một cái lá, khi mà nó bị nặng á, nhìn tổng thể một cái lá là nó chuyển qua màu đỏ đỏ hồng hồng nguyên một cái lá luôn đó. Và khi mà chúng ta nhìn thấy cái cây mai của mình ha, có những cái màu lá như vậy khô sáp, nhìn nó rất là sáp, mặc dù nó có vẫn có độ xanh như kiểu vậy nè, vẫn có màu xanh như vậy nè, nhưng mà nó trên mặt này nè nó không có độ bóng nè, nó sáp sáp, nhìn giống như là bụi dính ở trên cái lá vậy đó. Thì để tôi đi kiếm một cái lá, một vài cái lá mà một cái cây mà có nhìn đỏ, tôi quay cho anh em xem ha. Rồi tiếp theo nữa là cái tác hại của con nhìn đỏ anh em. Cái con nhìn đỏ này nó rất là hay, tức là nó phá hại cái lá mai nè, nó làm cho cái lá mai nó già nha, nó già mà nó dễ rất dễ rụng, nó hết dưỡng chất. Những cái cành nào mà có nhện đỏ là cái đọt hình dường như nó chậm bung tược lắm, chậm bung tược lắm. Lá non này không có, lá non này ít lắm. Khi mà nó bị nhện đỏ trong này nè, lá non ngoài này nó cũng tấn công luôn. Tức là lá bánh tẻ cho đến già nào là nó tấn công luôn ha. Nhất là lá già. Nó làm cho cái má lá màu già mà rất dễ rụng anh em. Vì vậy á là đối với con nhện đỏ là thường là nó tấn công vô lá già, và dịp nắng hanh nắng thời tiết hanh khô như vậy nè, mùa mưa thì nó ít bị nhện đỏ, nhưng mà cái mùa nắng này nè, nhờ mùa nắng thời tiết nó ẩm thấp vậy nè là nó dễ bị nhện đỏ nhất. Đặc biệt là đối với những cây mà thiếu ánh nắng ha, anh em để trong những cái khu vực mà khuất ánh nắng thì, và cái chất trồng nữa, chất trồng nó bị ẩm thấp khu vực đó ở dưới gốc không không thoáng, có những cái cây khác hoặc là những cái vật dụng gì nó che khuất mà nó làm bí không khí trong này nè, là dễ bị người con nhện đỏ lắm ha. Đây tôi quay một số cái cây mai nó có biểu hiện nhện đỏ và chia sẻ anh em là cách kiểm tra cho nó chúng ta biết một cách chính xác luôn ha. Rồi tôi sẽ chia sẻ anh em là một số loại thuốc có thể là trị được nhện đỏ. Thì đối với cái cây mai ấy, mà nó có sâu nhẹ, chúng ta không cần xịt cũng được, không sao hết á.
tức là kiểm soát, đừng nó quá nhiều thôi, đừng có chưa chỉ thôi, đừng có những cái lá mà nó ăn quá nhiều làm hư lá thôi, chứ nó ăn một vài cái lá như vậy nè thì chẳng thành vấn đề, tại vì con sâu á nó ăn một phần á thì mình chỉ mướt một phần thôi, nó không có hư nguyên cái lá. Còn riêng đối con mà nhìn đỏ mà nó mà bui cái lá này nó giống như là nó bị đơ luôn, nó không có quang hợp được nữa. Còn con sâu nó ăn hết một phần thì vẫn phần bên trong này nó vẫn là quang hợp được, nên nó không có đáng ngại bằng cái con nhện đỏ ha. Đó thì vậy, vì vậy á chúng ta phải tiêu diệt được nhện đỏ ngay lập tức, có là chúng ta tiêu diệt liền, chứ chúng ta không tiêu diệt là nó làm cho cái lá mai nó dễ rụng lắm ha, nó mà lan hết cái cây là cái lá mai rất dễ rụng luôn. Đây tôi quay cái lá mai có nhện đỏ cho anh em xem, cái này ha, cái này nè nó bị khuất nè ha, bị khuất nè. Đó. Nè cái lá mai nè, biểu hiện của lá mai nè anh em. À giờ nó khô sáp nè, khô sáp nè, giống như là nhìn giống như là bụi ha. Đây nè nè, nguyên cành này bị luôn nè anh em, nguyên cành này bị luôn nè đó. Nhìn nó giống như là bị bụi dính ha, nhưng mà không phải đâu anh em. Nếu mà bụi dính thì những cái lá trên này nó sẽ bị đầu trước tiên đúng không, tại vì nó sẽ là nơi mà hứng bụi gì đầu tiên, và những cái cây khác nó cũng sẽ hứng, mà không, những lá trên nó không bị, mà những lá dưới gầm này nó lại bị những cái hiện tượng giống như bụi dính nè anh em ha, bụi dính nè. Đây là mới bị nhẹ thôi nha, bị một khu vực nè, nó luôn là bị một khu vực ha, hoặc một cành nào đó. Đó nhìn đỏ mà nó lan truyền. Đó. Khi mà nó lai hết cái cây thì thua ha, còn nó chỉ ăn lá già thôi nè, lá non này, non này nó chưa tấn công nè ha, khi nó nặng là nó tấn công luôn cái lá bánh tẻ này, còn đây là chưa, nó chưa tấn công qua cái lá lá non này, lá non cũng xanh nè. Đó. Đối với cái lá mà không bị nhìn đỏ thì anh em phân biệt liền ha, tôi lá cái hai cái lá khác khác cho anh em xem. Đây ví dụ đây là một cái lá đó, nó cũng là một cái lá già lá chân luôn đó, nhưng mà nó có màu xanh và có độ bóng nè, anh em thấy không, có độ bóng nè ha. Còn riêng với cái lá này nè, mấy cành này đó, nó khô sáp nè, nhìn xéo giống như là bụi dính nè ha. Đó. Và nè tược nó không bung nè, và nụ nó lại lên lớn rất rất nhanh nè, tại lá già tược đứng thì nụ nó lớn, và cái lá này rất dễ rụng, nó khô, nhìn rờ nó rất là khô, nó không có độ đàn hồi, nó khô giống như là kiểu giấy khô vậy anh em. Đó rồi cái cách kiểm tra ha, tôi sẽ chia sẻ anh em cái cách kiểm tra cây mai nó bị nhện đỏ. Thì khi mà chúng ta nhận biết được nhìn thấy một cách nghi ngờ nè ha, thấy một cái lá mà chúng ta có biểu hiện nghi ngờ thì chúng ta sẽ tiến hành lấy một miếng giấy, miếng giấy mà giấy 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 vệ sinh của chúng ta nè. Đây chúng ta lấy một miếng giấy này ha, lấy một miếng giấy này nè, giấy mà chúng ta hay lau miệng này kia nè đó. Rồi chúng ta lấy một miếng giấy nhỏ này nè. Rồi chúng ta chọn một cái lá mà chúng ta nghi ngờ là nhện đỏ bị nặng ha. Đó, lá nào nặng nhất chọn lá nào nặng nhất để chúng ta kiểm tra cho nó chính xác hơn đó. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bọc cái giấy này nè, chúng ta bọc bọc bên trên và bên dưới, bên trên và bên dưới vậy nè ha. Đó, bên trên bên dưới của cái lá này nè, chúng ta sẽ vuốt vuốt nhẹ cái lá, vuốt nhẹ cái lá. Rồi xong chỗ chúng ta vuốt nó sẽ lộ lên là cái bóng của cái lá này ha, chỗ nó không, nếu nó vuốt này nó bóng này ha. Rồi chúng ta dỡ cái tờ giấy lên đó, đó chúng ta dỡ tờ giấy lên thì chúng ta thấy li ti lắm tắm là những cái như là những bụi, nhưng mà thực tế đó là nhìn đỏ nha. Đây này, mà chúng ta nhìn kỹ vào trong thì chúng ta vẫn thấy nó di chuyển đây nè, đó đây nhìn là chính là nhìn đỏ ha. Tôi kiểm tra lại cái mặt giấy khác cho anh em xem nè,
không có nè ha. Nè, kiểm tra lại nè. Ở đây tôi sẽ chọn một cái lá này nè, nó khô sáp nè, nó như là bụi dính ha. Rồi tôi sẽ bọc hai mặt lên, hai mặt. Rồi tôi sẽ vuốt, bóp bóp chặt và vuốt ha, vuốt 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 cái đó anh em. Rồi chúng ta dỡ lên, chúng ta sẽ thấy đó. Này để thấy những cái li ti trên cái đó đấy là nền đỏ, anh em thấy nó di chuyển không? Những cái con tí 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 nó di chuyển không? Anh em nhìn kỹ anh em có thể thấy nó di chuyển đó, di chuyển đó, nó di chuyển ha, nó di chuyển, đó chính là nền đỏ đó anh em. Em nhìn kỹ là thấy những cái con li ti nó di chuyển ha. Rồi đó chính là nền đỏ đó anh em. Đó chính là nhìn đỏ, thì chúng ta phải tiêu diệt liền ha. Tiêu diệt bằng cách là sao anh em? Anh em xịt thuốc, xịt thuốc. Ở đây tôi sẽ chia sẻ anh em là cái một số loại thuốc, chia sẻ một số loại thuốc ha. Nếu anh em tìm mua được thì anh em mua, còn không tìm được mua được thì anh em có thể là chọn loại khác. Thứ nhất là Regen nè anh em. Regen tôi xài gần hết rồi còn ít nữa ha. Nè Regen, Regen nó có thể xử lý được nhện đỏ ha. Nè bỏ chỉ sau cuốn lá sau được tư đục thân là các loại kiến dế nè, loại này là trừ được nhện đỏ ha. Còn có một số loại nó đặc trị nhện đỏ luôn thì anh em có thể mua được ha. Đây nè anh em, hay là loại này, loại này đó, nó vẫn trị nhện đỏ ha. Nè công dụng nè, trừ sâu nè, trừ được nhiều sâu hại như là sâu cuốn lá nè, sâu thao, sâu bẹ nè, sâu đục thân nè, nhện ghẻ và bọ chỉ ha. Đó nhện đó, nhện ghẻ bọ chỉ ha. Đây nè, nhện đó, nhện ghẻ và bọ chỉ nè ha. Nhện đỏ nè, nên nhện đỏ nè. Trừ đi nhện đỏ nè ha. Đó, nhện đỏ nè. Đó. Thì ngoài ra chúng ta có thể là sử dụng Atara nè, hoặc là Cofidor, nó vẫn trị được nhện đỏ. Đó, một số loại chia sẻ anh em để anh em tham khảo ha. Còn anh em tại nơi chúng ta ở, chúng ta có thể là tìm những cái loại tương tự hoặc là những cái loại đặc trị nhện đỏ. Thì anh em cứ yên tâm ha. Chúng ta xịt cái loại mà diệt được nhện đỏ thì cái con sâu tự nó cũng chết luôn. Khi mà nhện đỏ chết thì con sâu nó cũng sẽ chết luôn ha. Nên chúng ta yên tâm. Chúng ta chỉ cần xịt một loại đó thôi là con sâu rồi là diệt được tất cả luôn rồi. Đó thì muốn chia sẻ với anh em một số cái kinh nghiệm của bản thân về để chúng ta chăm sóc cây mai của mình, để chúng ta cùng nhau có những cái kinh nghiệm mà để yêu thích cây mai mà phục vụ cho cái vấn đề mà chúng ta đam mê cây mai. Để chúng ta có một được một cây mai chơi Tết. Thì nói chung là cái kinh nghiệm của tôi cũng không được nhiều đâu. Nói chung tôi biết nhiêu thì tôi chia sẻ anh em ấy nhiêu. Còn cái nào mà còn thắc mắc hay là vấn đề gì mà anh em chưa rõ thì anh em có thể là trao đổi thêm qua comment, hoặc là chúng ta nhắn tin qua cái Zalo ha. Zalo là 0938876737 thì tôi sẽ tư vấn với anh em ha. Rồi các anh em nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh nha, và nhớ bấm nút chuông để theo dõi video tiếp theo. Thì khi mà tôi đưa cái video mới lên á, thì anh em cập nhật được một cách nhanh nhất. Điện thoại chúng ta tự nó báo báo rồi. Khi mà thấy video có ý nghĩa thì các anh em cứ hãy chia sẻ video ha, chia sẻ đến những ai yêu thích cây mai, đang tìm tòi học hỏi về việc chăm sóc cây mai, thì hãy chia sẻ video để các anh em cùng tham khảo, học mỗi người một tí ha. Thì xin chào, hẹn gặp lại anh em.